chúng ta mới bắt đầu khai thiệp. Và bây giờ chúng tôi đang chào đón tất cả quý vị, chúng ta trở về với vị trí bàn tiệc của mình. Trân trọng kính mời. Rất nhiều. Và hiện nay chúng tôi thấy phía cánh cổng Hoàng Gia Đình còn rất nhiều quý vị khách mời, và đặc biệt là đội lễ tân chúng ta sẽ sắp xếp và hướng dẫn cho khách chúng ta trở về với vị trí các mặt tiền của mình, để chúng ta cùng nhanh chân ổn định chỗ ngồi để MC tuyên bố chương trình hôn lễ của đồng bào trẻ sẽ được bắt đầu sau ít phút. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời phút ở đây thì chúng tôi xin được lưu ý tất cả các bạn tiệc chúng ta sẽ rót sẵn những ly rượu hồng, và chúng ta sẽ chờ đợi MC khai tiệc. Lúc đó chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy, và theo sự điều hành của MC, tất cả chúng ta sẽ cùng hô vang 1, 2, 3 để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được nồng nhiệt chào mừng các cụ ông cụ bà, quý vị khách quý cùng quan viên hai họ bốn bên chúng ta trong giờ phút ở đây đã có mặt tại trung tâm khán phòng tiệc cưới của gia đình trai tại quê hương khu 4 thị trấn Quán Lào, huyện Thanh Hóa, để chứng kiến chương trình đại lễ thành hôn của đôi vợ trẻ Nguyễn Trí và Thúy Quỳnh. Và lần đầu tiên cho phép MC Hiệp Thương xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện Bình Thủy, địa chỉ khu 2 thị trấn Quán Lào, xin gửi tới các cụ ông cụ bà, quý vị khách quý cùng quan viên hai họ bốn bên, bạn bè thân em nữ một lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa quý vị,
vị, tôi luôn luôn thường nói dù ai đi bốn phương trời vào đâu lịch sự bằng người thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa, quê ta. Cảm ơn cô bác gần xa đã tới dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Xin quý vị hãy ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc đôi vợ chồng và đám cưới thì được rỡ màu hồng. Chắc quý vị cũng thấy vui lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn quý vị, với một hành trình đi đón cô dâu từ gia đình nhà gái ông Lưu Hùng Cường và bà Hoàng Thị Tâm, địa chỉ thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, trong giờ phút ở đây thì cô dâu và chú rể đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất và đẹp nhất của mình tại khán phòng của dân nghệ trai. Chúc xin ý kiến của tất cả quý vị đã dành những tình cảm nồng ấm nhất cho đôi bạn trẻ và để đáp lại tình cảm quý vị và ra mắt tới quan viên hai họ bốn bên. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đón tay nhau khởi thân đứng dậy, gửi tới một cái cúi đầu chào cảm tạ và ra mắt tới quan viên hai họ. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn của quý vị chào đón chương trình của Tân Lang Tân Đường. Xin mời cô dâu rể sẽ gồm vào chỗ xa chào nhất của mình. Vâng, thưa quý vị, một màn pháo hoa tưng bừng rực rỡ, đó là những gì tô thắm thêm những giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, rất tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Các nhà quay phim, các nhiếp ảnh gia, các phóng viên của báo Dân Trí, báo Hạnh Phúc Gia Đình, chúng ta đã tác nghiệp tại khán phòng của chàng trai đang ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Và xin mời cô dâu rể sẽ gồm vào chỗ xa chào nhất của mình. Kính thưa quý vị, tình yêu đẹp tựa đắm say, nó được kết tinh bởi tháng ngày nhớ mong và trải qua những năm tháng yêu đương và tìm hiểu nhau kỹ lưỡng. Ngày hôm nay câu chuyện tình lãng mạn của đôi bạn trẻ đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ thuốc đủ chè, đủ bạn đủ bè và đủ cả quan viên hai họ bốn bên. Và đó chính là lý do để MC xin được chính thức tuyên bố chương trình đã đến thành hôn của đôi bạn trẻ Nguyễn Trí và Thúy Quỳnh xin được bắt đầu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng dừng tay một chút ạ. Chúng ta cùng hướng mắt về màn hình sân khấu, hướng mắt về cô dâu và chú rể để chứng kiến một thủ tục quan trọng nhất, hoành tráng nhất của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời hai em cùng nắm tay nhau khởi thân đứng dậy, trao đôi vòng nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của tất cả quý vị đang tham dự chương trình đại lễ thành hôn long trọng này. Chú rể cô dâu sẽ được đối diện nhau, cô dâu để bó hoa xuống bàn và chú rể sẽ là người đầu tiên trao nhẫn cưới cho cô dâu. Chiếc nhẫn sẽ được lồng vào ngón áp út để gần với trái tim hơn, với nguyện hai trái tim sẽ hòa chung nhịp đập. Xin mời. Và thưa quý vị, rất nhiều những ống kính đang hướng về phía cô dâu chú rể để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và đầy ý nghĩa này. Cô dâu sẽ là tiếp theo trao nhẫn cưới chú rể, tức là vợ chồng duyên cuối của mình. Xin mời. Và tất cả chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho Tân Lang Tân Nương trong năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thật đúng là miếng trầu trong trắng ngoài xanh, hôm nay mới thật là anh lấy nàng, quả cau trong trắng ngoài vàng, hôm nay mới thật là nàng lấy anh. Để cho em về với anh, chim về với tổ, anh của các em như có cả bầu trời, anh sẽ mãi ôm ấp bầu trời đó, sống bên em cho đến trọn cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chúng tôi được bố trí tại khán phòng của gia đình, đó là tháp bánh với ba tầng bánh, và đó cũng là tượng trưng cho biểu tượng chia ngọt sẻ bùi mà cô dâu chú rể sẽ cùng đồng hành bên nhau cho đến tận cuối cuộc đời. Và sau đây cô dâu để bỏ hoa xuống bàn đi ạ. Xin mời hai em sẽ cùng nắm tay nhau tiến về phía phải của sân khấu và cùng đan tay nhau đắp tượng trưng lên ba tầng bánh, còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chữ chung chữ hiếu, chữ tình là ba, chữ chung em để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, còn đôi ta chữ tình. Và em xin sẽ trợ giúp cho cô dâu và chú rể thắp lên những ngọn nến lung linh, và sau đây cô dâu chú rể sẽ cùng đan tay nhau để cắt từ thắt lên cao ba tầng bánh. Xin mời Tân Lang Tân Đường. Và xin mời các nhà quan phim, các nhiếp ảnh gia, Tâm Mai, Đại Nguyên, chúng ta sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và đầy ý nghĩa này. Xin mời. Và thứ tư, đó là một tràng pháo tay thật lớn của quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây xin mời em sẽ cùng tiến về bên trái sân khấu. Kính thưa quý vị, quý vị đang theo dõi ở trên đây, đó là một trái tim, và đây cũng chính là nơi chứa đựng những giọt cát muôn màu. Kính thưa quý vị, tại sao cô dâu chú rể ngày hôm nay lại rót cát lên tháp hình trái tim này? Kính thưa quý vị, cho dù sau này có trở về cát bụi thì cũng không có gì chia rẽ đôi ta. Đó là ý nghĩa sâu xa của nghi thức này. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ thực hiện nghi thức rót cát vào trái tim tình yêu này. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, một hình ảnh
một khung hình cực kỳ tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, rất đẹp. Và kính thưa quý vị, đó là những gì khoảnh khắc mà các nhà quản lý kiểm tra chúng ta sẽ lưu lại trên hệ thống YouTube để lưu lại làm kỷ niệm ngày cưới của cô dâu và chú rể. Và sau buổi lễ này, cô dâu và chú rể sẽ để trái tim này lên đầu giường và sẽ cùng đồng hành trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những hạt cát muôn màu. Ngày hôm nay cô dâu chú rể đang tay trong tay để rót lên trái tim, để hòa chung những giọt cát tình yêu, giọt cát hạnh phúc vào trái tim này. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta lại chúc mừng bằng một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa không ạ. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể đứng vào vị trí chính giữa. Kính thưa quý vị, ngay giờ phút ở đây, MC xin được trân trọng kính mời đoàn đại tộc của hai gia đình cùng tất cả quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy và cầm trên tay lý diệu hồng đi ạ. Xin mời. Trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy, cầm sẵn trên tay lý diệu hồng để MC chúng ta bắt nhịp cho chương trình khai thiệp. Xin trân trọng kính mời. Ở phía dưới chúng ta sẽ cùng các anh chị, các bạn, chúng ta sẽ cùng hướng về phía MC để MC xin được truyền tải tới quý vị một thông điệp. Tất cả chúng ta cùng khởi thân đứng dậy, cầm sẵn trên tay lý diệu hồng. MC sẽ hô từ 3 đến 1 hoặc từ 1 đến 3. Kính thưa quý vị, 1, 2, 3 chúng ta dô, 1, 2, 3 chúng ta dô, và chốt lại 1, 2, 3 chúng ta sẽ hô vang chúc mừng hạnh phúc, được không ạ? Và sau đây cho phép MC sẽ được bắt đầu. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Chương trình khai trương mừng tiệc cưới của đôi vợ trẻ Vũ Trí và Thúy Quỳnh xin được bắt đầu. Cảm ơn rất nhiều và kính chúc quý vị ngon miệng trong chương trình ẩm thực mừng hạnh phúc của hôn lễ của đôi bạn trẻ Nguyễn Trí và Thúy Quỳnh. Và sau đây chúng ta vừa thưởng thức chương trình ẩm thực, chúng ta vừa dõi theo những tình cảm tuyệt vời, những phần quà đầy ý nghĩa và giá trị đến từ phía gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là người mẹ thân sinh chú rể sẽ là người đầu tiên cùng hoan hỉ lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời mẹ dân sẽ là người đầu tiên cùng lên sân khấu trao quà cho hai con. Trân trọng kính mời mẹ. Kính thưa quý vị, đã nhận được tín hiệu của chúng tôi và mẹ sẽ bước lên sân khấu. Xin mời các thành viên sẽ trợ giúp cho bà. Xin mời. Bà lấy vàng đã. Bà chưa biết chỗ đâu rồi, bà ngọc đưa cho bà đi. Bà chưa biết vàng để đâu. Đèn nháy hơi loạn anh ạ. Và đề nghị chị gái, chị Ngọc của chú rể sẽ cùng sát bên mẹ để có những phần quà. Xin mời. Đèn màu thôi. Vâng, thưa quý vị, gia đình nhà trai, người mẹ thân sinh chú rể có một quan niệm rằng phần quà trao tặng cho con dâu phải là một phần quà quan trọng, đặc biệt ý nghĩa nhất, cho nên được bảo quản và gìn giữ rất cẩn mật. Vâng, thưa quý vị, và mẹ đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bước sân khấu trao quà cho các con. Trân trọng kính mời. Ngày hôm nay mẹ chọn một trang phục, đó là một chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam. Và thưa quý vị, mẹ chọn màu đỏ để mang lại sự may mắn và hạnh phúc ấm áp nhất cho các con yêu của mình. Trân trọng kính mời mẹ, đích thân mẹ sẽ trao tặng phần quà này cho người con dâu yêu quý của mình. Và cổ nhân có câu, đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phục kiến công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, ôm cả tấm thân gầy mẹ che chở cho con. Sau bao tháng đợi mong chờ, ngày hôm nay ngày vui hạnh phúc trọn vẹn của hai con, mẹ không biết nói gì hơn, mẹ có phần quà, một kỷ vật ý nghĩa của gia đình dành tặng cho hai con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Và cô dâu cầm bó hoa lên cùng với mẹ lưu lại khung hình này. Còn tất cả chúng ta dành cho mẹ của chú rể một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Rất thành cảm ơn tình cảm của mẹ rất nhiều.
6 phần quà của mẹ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đến sân khấu gia đình anh trai của chú rể cùng với gia đình chị gái của chú rể. Sau đây những hai thành viên tiếp theo cùng hoan hỉ lên sân khấu trao quà cho hai em, xin mời. Chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình anh trai của chú rể cùng với gia đình chị gái của chú rể. Xin mời. Chúng tôi sẽ lưu ý là anh trai đang ở mô để cho hai họ đổ xô đi tìm. Xin mời anh trai của chú rể. Nhưng trước tiên chúng tôi mời lên sân khấu đó là gia đình chị gái, gia đình chị Ngọc Tuyết, kính thưa quý vị, đó là chị gái của chú rể. Vâng, kính thưa quý vị, gia đình anh chị và đồng thời cũng là nhà tài trợ chính chương trình hôn lễ của cô dâu chú rể trong buổi trường này. Một tràng pháo tay thật đồng nhiệt của quý vị dành cho gia đình anh Tuyết Ngọc. Vâng, kính thưa quý vị, đó là anh rể cùng với chị gái. Anh rể nhưng quý như anh trai. Vâng, kính thưa quý vị, em rể nhưng cũng quý như em trai. Đó là phương châm của anh Tuyết. Vâng, kính thưa quý vị, tình cảm tuyệt vời nhất. Và ngày hôm nay cô dâu chú rể rất hạnh phúc đã được đón nhận những phần quà ý nghĩa và giá trị đến từ phía gia đình chị gái, đó là anh rể Ngọc Tuyết cùng với là chị gái yêu. Cô dâu cầm bó hoa lên và chúng ta một lần nữa dành cho gia đình anh chị Ngọc Tuyết một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ. Cô dâu nhìn thấy nào? Xin chân thành cảm ơn tình cảm của gia đình anh chị Ngọc Tuyết rất nhiều. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sân khấu phần quà của anh trai của chú rể. Sân khấu trao quà cho hai em, xin mời. Chúng tôi mời sân khấu luôn, đó là em Lê Dũng, đúng không ạ? Chúng tôi xin mời em Lê Dũng sân khấu trao quà luôn này, để ghi hình luôn ạ. Và lên sân khấu luôn, đó là chị ruột của chú rể, chị Nga sẽ cùng sân khấu cùng với anh trai lưu lại khung hình này. Xin mời chị Nga. Quý vị, để rút ngắn thời gian, đỡ tốn thời gian trong cái phần trao quà thì đề nghị các thành viên chúng ta chuẩn bị phần quà, chúng ta di chuyển gần về sân khấu đi ạ. Và sau đây chị gái sẽ cùng với anh trai của chú rể sẽ có những phần quà. Và em Lê, em Dũng chúng ta nán lại một chút để cùng ghi lại những khung hình tình cảm tuyệt vời này. Xin mời. Đó là chị và gia đình, quý vị cùng với các cháu, các chị đã có những phần quà chuẩn bị từ bấy lâu nay và chờ đợi giây phút tuyệt vời này để được sân khấu trao cho hai em. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những phần quà giá trị bằng vàng đầy ý nghĩa. Và sau khi trao quà xong thì các anh chị chúng ta sẽ cùng đứng xích lại gần phía cô dâu và chú rể để chúng ta lưu lại những khung hình đầy ý nghĩa này. Và xin được chân thành cảm ơn tình cảm của gia đình anh trai, của chị gái cùng với hai em Lê Dũng rất nhiều. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó chính là người mẹ nuôi của chú rể sẽ là người tiếp theo cùng hoan hỉ lên sân khấu. Chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phần quà của mẹ nuôi của chú rể. Và kính thưa quý vị, trân trọng kính mời mẹ sẽ trao tặng cho các con yêu của mình một phần quà đầy ý nghĩa và giá trị này. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chiếc nhẫn vàng mẹ dành tặng cho hai con. Và kính thưa quý vị, đó là cặp nhẫn. Và kính thưa quý vị, mẹ chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Phần quà tiếp theo được sự ủy quyền của em trao tặng cho anh chị, và được ủy quyền của em thì mẹ dành tặng cho anh chị. Tất cả chúng ta dành cho mẹ nuôi chú rể một tràng pháo tay thật lớn, được không ạ? Chân thành cảm ơn quý vị, chân thành cảm ơn tình cảm của mẹ nuôi rất nhiều. Và tiếp tục quá trình, chúng tôi sẽ được mời các thành viên tiếp theo chúng ta cùng lên sân khấu, đó là em Quân Loan, em Quý Vân Anh, em Quế và em Quyền. Xin mời.
em Quế sẽ trao thay phần quà này của em Quyền và điều kiện công tác về xa quê. Chúng tôi sẽ được mời lên sân khấu em Quân Loan, em Quý Vân Anh. Phần quà của em Quế, em Quyền xin mời. Tôi vừa sẽ khấu luôn em Dương. Em Dương sẽ không lấy sẽ khấu luôn đẹp. Xin mời để ghi lại những khung hình tình cảm và ấm áp này. Và liên tục chương trình đó là những phần quà đến từ phía tất cả trai cách các chị em trong gia đình đã chuẩn bị cho mình những phần quà ý nghĩa để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Các chị cùng với các thiên thần bé nhỏ của chúng ta, đó các cháu đã có mặt ở sân khấu để có những phần quà chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Một phần quà của em Quyền, tuy nhiên vì điều kiện công tác của người xa quê, em Quyền đã ủy quyền cho em Quế trao tay phần quà này. Và đó là những phần quà đến từ phía gia đình nhà trai. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho gia đình nhà trai với những phần quà đầy ý nghĩa này. Chân thành cảm ơn các thành viên của gia đình nhà trai rất nhiều. Và kính thưa quý vị, nhà trai hăng hái nhưng bên gái kém gì đâu. Với tinh thần đó, xin được trân trọng giới thiệu những phần quà sẽ đến từ phía gia đình nhà gái, đến từ quê hương Ninh Khang, Vĩnh Lộc. Và đầu tiên đến từ phía gia đình nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chuẩn bị lên sân khấu, đó chính là ông bà nội của cô dâu sẽ là những người đầu tiên đến từ phía gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời. Quý vị trân trọng kính mời bà nội sẽ cùng hoan hỉ lên sân khấu để có những phần quà ông bà nội dành tặng cho hai con. Trân trọng kính mời. Năm nay tuổi đã cao sức đã yếu, nhưng ngày hôm nay thì nội không giấu được niềm vui khôn xiết và nội đang có những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Và nội trao tặng phần quà này cho hai con. Trân trọng kính mời nội. Còn tất cả chúng ta sẽ thay lời cảm ơn của cô dâu chú rể với tấm lòng của nội, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tình cảm của nội rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Và cô dâu cầm bó hoa lên, xin nhớ sau khi nhận quà sẽ cầm hoa để ghi hình. Chân thành cảm ơn tình cảm của nội, kính chúc nội sống lâu hơn 100 tuổi, xứng đáng là cây đa cây đề để con cháu học tập và noi theo. Chân thành cảm ơn tình cảm của nội. Và đến chương trình, trân trọng kính mời gia đình Bác Hồng, gia đình cô Tường, gia đình cô Tình, ba thành viên tiếp theo cùng hoan hỉ lên sân khấu. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình Bác Hồng, gia đình cô Tường và gia đình cô Tình. Trân trọng kính mời. Một cô hoặc là một bác có thể sang đây đi ạ. Cứ đứng bên cạnh nhau thì trao cho người đó, cứ trao cho cháu rể đi, tố cháu rể là đưa cho cháu gái. Vâng, thì thưa quý vị. Và sau khi trao quà xong thì bác đoán lại đi ạ, để cùng với các cháu lưu lại những khung đẹp nhất. Cô dâu lưu ý là nhớ cầm bó hoa lên để lưu lại những khung đẹp nhất, để các thành viên của gia đình sau khi nhận những khung hình này sẽ đăng tải lên Zalo và Facebook kỷ niệm ngày cưới của Nguyễn Trí và Thúy Quỳnh. Xin được chân thành cảm ơn tình cảm của bác và các cô rất nhiều. Và liên tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sân khấu dì Trinh cùng với em Kiên, gia đình cậu Phúc, dì Hậu. Trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu dì Trinh, em Kiên, gia đình cậu Phúc và gia đình dì Hậu. Trân trọng kính mời. Chúng ta có thể cắt sang bên đây, sang đây này, hai cháu nhỏ sang đây đi ạ.
xin mời các thành viên sẽ trao những phần quà này cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Xin được thay lời cảm ơn của cô dâu và chú rể, chân thành cảm ơn tình cảm gia đình dì Trinh em Kiên, gia đình Cầu Phúc, gia đình dì Hậu. Và bây giờ thì gia đình chúng ta cùng xích lại gần cô dâu chú rể đi ạ. Để xin mời, xin được chân thành cảm ơn tình cảm của gia đình các dì các cậu rất nhiều. Ok, và người sau cùng đến từ phía gia đình nhà gái, không ai hết, chúng ta để lại giây phút này. Chúng tôi xin mời đến sân khấu anh trai của cô dâu sẽ là người tiếp theo, xin mời. Đó là gia đình anh trai, anh cùng với chị dâu sẽ cùng hoan hỉ đến sân khấu và sẽ có khung hình sau cùng, khung hình tình cảm ý nghĩa nhất, sâu sắc nhất cùng với em của mình, xin mời. Quý vị, đây sẽ là một trong những khung hình ý nghĩa và giá trị nhất của anh chị cùng với hai em trong ngày vui trọng đại này. Và như vậy là đó là những thành viên sau cùng đến từ phía gia đình nhà gái và đang chờ đón từ quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn các thành viên của gia đình nhà gái đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn gia đình anh chị rất nhiều. Đó là gia đình anh trai của cô dâu. Ok, chân thành cảm ơn rất nhiều. Và đó là những phần quà đến từ phía gia đình nhà trai cũng như gia đình nhà gái. Và sau đây thì như thường lệ, MC sẽ đạo diễn cho cô dâu chú rể tự dành cho nhau phần quà đẹp nhất và ý nghĩa nhất. Nhưng để tôn trọng ý kiến của em thì tôi hỏi chú rể Nguyễn Chí, mà thường gọi hàng ngày tôi vẫn thường gọi là thằng cậu. Vâng, thưa quý vị, thằng cậu ngày hôm nay có muốn hôn vợ cái không? Cố. Vâng, rất đơn giản thôi, cố thôi, thích là chơi thôi. Nhưng để khách quan hơn, tôi hỏi cô dâu là ngày hôm nay anh thì gặp em rất là nhiều rồi, em ở quán lẩu đấy cũng lâu rồi, và anh thấy hai đứa cứ như đôi chim cu lâu lắm rồi. Anh trêu là liệu có thành đôi không, nhưng ngày hôm nay giấc mơ đó, sự trêu đùa đó đã trở thành hiện thực, và người đứng bên cạnh của em đó chính là người chồng yêu quý của mình rồi. Vâng, kính thưa quý vị, tôi muốn hỏi cô dâu, em có muốn công khai đón nhận nụ hôn của chồng mình để em khẳng định tới quan viên hay họ huấn viên rằng em rất yêu chồng em và mãi mãi không bao giờ rời xa, em có đồng ý không? Có. Cô dâu đồng ý và tôi thấy thần thái còn ổn định hơn cả chú rể. Và sau đây thì cô dâu để bó hoa xuống bàn, hai em quay đối diện nhau, chú rể hai tay ôm vào eo cô dâu. Vợ cao thì mặc vợ cao, mà nếu mà cao quá thì ta bắt xào, không lo. Em có thể nhún xuống một chút, em cô dâu á, nhún xuống một chút, đúng rồi. Em đặt hai cánh tay lên bờ vai chú rể, em cứ đặt cho nó chắc chắn vào, đây là bờ vai vững chắc nhất của cuộc đời em. Em nhìn thẳng vào chồng em, đó, cứ nhìn vào chồng em, đừng liếc sang thằng MC, cứ liếc một nhìn vào chồng em đi. Và xin mời Tâm Mai, chỉ có anh Tâm Mai mới có khung hình đẹp những giây phút như thế này nào. 3, 2, 1, xin mời một tràng pháo tay rất lớn của quý vị, rất tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, một nụ hôn ngọt ngào, cô dâu chú rể đã trao tặng cho nhau và thề hẹn bên nhau sẽ mãi mãi bên nhau cho đến trọn cuộc đời. Và ngay giờ phút ở đây thì cô dâu tiếp tục để bó xuống bàn và cô dâu chú rể sẽ cùng nắm tay nhau bước xuống phía dưới, đi đến từng bàn bắt tay cảm ơn từng người, và tất cả chúng ta chuẩn bị sẵn ly rượu hồng để chào đón sự trở về của cô dâu và chú rể, cùng với đó là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể, sau khi ghi hình chúng ta sẽ bước xuống phía dưới, đi đến từng bàn và bắt tay cảm ơn từng người. Xin mời cô dâu chú rể. Và kính thưa quý vị, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ rót đầy những ly rượu hồng để chào đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể, và thưởng thức tổ khúc giao duyên mời rượu qua trình bày của hai nữ ca sĩ xinh đẹp Phương Anh và Trang Lê. Xin mời. Yeah.
vị thật đúng là anh còn son, em cũng còn son, đến nay đã được làm con một nhà. Những cái từ độc đáo của một cái con họ đã thể hiện tấm lòng hiếu khách của gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn hai ca sĩ rất nhiều. Và kính thưa toàn thể các vị chị, các bạn thân mến, liên tục chương trình trân trọng kính mời toàn thể các vị, chúng ta sẽ tiếp tục nâng trên tay những rượu hồng để cùng gửi gắm tới cô dâu và chú rể những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, và chúng ta sẽ đắm chìm trong chương trình giao lưu ẩm thực của buổi trưa ngày hôm nay và thưởng thức chương trình live show ca nhạc. Những phần quà âm nhạc sẽ chúc phúc cho cô dâu và chú rể, và chúng tôi nhận được tín hiệu từ phía những người bạn, những người thân và đặc biệt là anh chị em trong gia đình của gia đình nhà gái. Chúng tôi xin được mời đến sân khấu một giọng ca đến từ phía gia đình nhà gái. Chúng tôi xin được mời anh Dũng theo sự chỉ định của một cô, anh Dũng sẽ lên sân khấu để chúc phúc cho hai em yêu của mình. Một phần quà âm nhạc xin mời. Và xin mời anh Dũng đến từ phía gia đình gái lên sân khấu với phần quà âm nhạc theo sự đăng ký của một thành viên gia đình. Xin mời anh Dũng nữa. Vâng, thưa quý vị, xin mời. Vâng, lời đầu tiên xin chúc tất cả quý vị một sức khỏe dồi dào và ngày vui của hai em cũng như là ngày đại chồng. Sẽ gửi tới tất cả quý vị một ca khúc rất chia là quen thuộc. Thank you.
Và xin cảm ơn anh Quốc Dũng rất nhiều. Trong ca đến từ phía gia đình nhà gái đã chúc phúc cho cô dâu rể và một phần quà âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay giờ phút đây, chúng tôi xin được mời sự trở lại của các ca sĩ xinh đẹp của chúng ta với một điệp khúc tình yêu sôi động. Và xin mời sự hiện diện của Trang Lê và Phương Anh. Xin mời. Xong ca đi, lên trong ca một đoạn đi. Giống tôi qua đây thì cũng được. Quan trọng cái gì đâu, cầm mới đi. Nhanh lên, ngoan đi là được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một mình chuyện trong năm xưa làm bước xưa đến đông người. Rồi một ngày anh bỗng đi qua xưa con tim lẻ loi. Cảm ơn
ca sĩ xinh đẹp rất nhiều với đi khúc tình yêu, với những bản nhạc hết sức tuyệt vời đã chúc phúc cho cô dâu chú rể trong buổi trường hôm nay. Và kết thúc quý vị các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình hôm nay này, chúng tôi xin được dành thời gian để tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gửi tới nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cô dâu chú rể, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nâng những chiều hồng để chúc phúc cho bạn trẻ trong buổi trường hôm nay, và chúng ta sẽ được thưởng thức những khúc nhạc du dương, gửi tới nhau những lời chúc sức khỏe nhân dịp đầu năm mới 2024 trong buổi sáng nay tại hôn lễ này. Và xin cảm ơn tất cả quý vị cho giờ phút ở đây. Chúng tôi xin được phép thay lời cảm ơn của gia đình nhà trai, đó là mẹ Lê Thị Dân, gia đình nhà gái bố Lưu Hùng Cường và bà mẹ Hoàng Thị Tâm. Xin được chuyển lời của chú rể Nguyễn Chí và cô dâu Thúy Quỳnh, chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của toàn thể quý vị đã dành thời gian vàng ngọc trở về đây để chứng kiến chương trình đại tiệc cưới long trọng này. Sự hiện diện của quý vị luôn luôn là một cổ vũ động viên, một niềm vinh dự vô cùng to lớn đối với gia đình cũng như là cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được gửi tới tất cả quý vị chúng ta lời cảm ơn chân thành nhất, và chương trình 1 xin được khép lại tại đây. Chương trình 2 chúng tôi dành cho tất cả quý vị chúng ta tiếp tục nâng những diều hồng chúc phúc cho tất cả thần nương. Một lần nữa chúng tôi muốn nói tất quý vị một lời cảm ơn chân thành và thân ái. Chào tạm biệt.
nhiều lắm.